Dự kiến ngày 20 tháng 10, công trình cầu Mỹ Thuận 2 nối đôi bờ Tiền Giang Vĩnh Long sẽ được hợp long. Những ngày nay, các đơn vị đang hối hả hoàn thành những công đoạn cuối. Hiện tại, công trình này đã hoàn thành 94%. Cầu Mỹ Thuận 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long cùng với cầu Rạch Miễu 2, Tiền Giang, Bến Tre và cầu Đại Ngãi, Sóc Trăng, Trà Vinh là ba công trình trọng điểm của khu vực Tây Nam Bộ. Cầu Mỹ Thuận 2 có mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, tổng chiều dài 6,61 km. Sau gần 4 năm thi công, hình hai cây cầu đã tương đối hoàn chỉnh. Đây là điểm kết nối giao thông quan trọng giúp liên mạch dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ. Hiện hai nhịp cầu chính đã được kết nối với nhau, dự kiến trong tháng 10 này, đơn vị thi công sẽ đổ bê tông hợp lòng cầu.